Em xin chào các bác ạ. Bên em tiếp tục về thêm ba cái mẫu điều khiển sạc để các bác kết hợp với những cái tấm pin mặt trời. Thì trong ba cái mẫu này thì sẽ có hai cái mẫu sạc Sung các bác nhé. Và một mẫu sạc công nghệ MPPT công suất là 60A. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu hai cái mẫu điều khiển sạc giá rẻ này. Đầu tiên là cái mẫu PWM công suất là 30A. Đây cũng là cái mẫu bên em làm cũng gần 5 năm nay rồi các bạn. Chất lượng rất là ổn định. Đây là sạc Sung các bác nhé. Công suất là 30A. Cái sạc này nó có thể sạc cho cả hai hệ lưu trữ là 12V và 24V. Đấy. Điện áp mắc từ tấm pin mặt trời vào là 50V. Công suất kết nối tối đa pin mặt trời cho hệ 12V là 390W, còn cho hệ 24V là 780W. Đấy, những cái sạc này thì các bác vẫn có thể sử dụng với những cái tấm pin công suất lớn, ví dụ như là 300W, 400W để sạc cho hệ 12V các bác nhé. Đấy, hình thức bên ngoài thì con này nó khá là to. Nếu anh em mà đã sử dụng con điều khiển sạc của Sure, con điều khiển sạc Sure màu vàng đấy các bạn, thì con này nó to hơn khoảng gần gấp đôi đấy các bạn. Đấy, ngoại quan bên ngoài các bác nhé. Đây là hai cái cổng sạc này. Nó xuất ra nguồn 5V 2A để các bác có thể sạc điện thoại hoặc là cấp nguồn cho các thiết bị mà sử dụng cái điện áp 12 à, điện áp 5V. Còn bên dưới này là những cái cổng kết nối các bạn. Trên trên những cái cổng kết nối này đều có những cái ký hiệu. Ví dụ như đầu tiên thì là ký hiệu của tấm pin mặt trời vào, ký hiệu âm dương. Đấy, khi mà kết nối thì các bác sẽ kết nối ắc quy trước các bác nhé. Đấy, nguyên lý thì lúc nào cũng anh em cũng phải kết nối ắc quy trước. Đây nó sẽ có cái cực âm dương kết nối ắc quy, xong bắt đầu anh em mới kết nối pin mặt trời. Và cái cuối cùng này là cái cổng tải 12V các bác này. Cổng tải 12V này nó cho tải rất là ít nên là anh em nếu mà dùng nhiều thì nên lấy trực tiếp từ ắc quy. Cái mẫu này bên em làm 5 năm rồi. Đấy, rất là bền các bạn. Tiếp theo là một cái mẫu sạc Sung nữa. Cái mẫu sạc Sung này thì chủ yếu là phục vụ anh em ghép với những cái tấm pin to để sạc cho 12V, tại vì rất là nhiều anh em đã có sẵn những cái tấm pin công suất 400W hoặc là 300W và 450W muốn sạc cho hệ 12V, nếu anh em dùng những cái sạc ví dụ như sạc này thì vẫn sạc được, nhưng mà nó hơi nóng các bạn. Và thường thường là nóng thì nó sẽ giảm hiệu suất. Đấy, chính vì vậy nên là bên em về thêm một cái mẫu này để phục vụ anh em chuyên dùng với những cái tấm pin to đấy để sạc cho hệ 12V. Sạc Sung này thì nếu mà sạc cho hệ 12V thì nó sẽ không hiệu suất, nó sẽ không thể tốt bằng sạc MPPT. Đấy, nhưng mà giá thành thì nó rẻ hơn rất nhiều các bạn. Đấy, ví dụ như cái sạc Sung này thì nó chỉ có hơn 300 ngàn thôi, nhưng mà sạc MPPT bên em đang bán cái mẫu 60A này nó giá là hơn 2 triệu các bạn. Nó chênh nhau rất nhiều tiền. Thì ví dụ như anh em chưa có điều kiện thì có thể mua những cái sạc này để cho sạc. Các bác để ý cái tản nhiệt của này nó cũng khá là dày. Tản nhiệt dày thì nó sẽ không bị nóng các bạn. Đấy, tất cả những cái linh kiện thì nó sẽ được làm gắn liền với cái tản nhiệt này. Đấy, khi mà nhiệt nó sẽ qua cái tản nhiệt này, nó sẽ tản ra bên ngoài. Đấy, các bác nhìn hình thức bên ngoài đấy ạ. Con này nó có tới 4 cổng sạc 5V 2A các bác nhé. Ngoài ra thì nó có thêm những cái cổng cắm nhanh, ví dụ như là đây là cái cổng kết nối pin mặt trời này. Nó dùng lắp jack 5.5. Đây là các bạn 5.3. Cái bên này nó là cổng gia tải các bác nhé. Bên này là cổng gia tải 12V. Còn đây là cái cổng vào của pin mặt trời. Nhưng mà nếu mà anh em dùng những tấm pin to thì sẽ kết nối trực tiếp vào những cái cổng này các bác nhé. Còn những cổng này thì thường thường là sử dụng với những tấm pin nhỏ thôi. Đây, trên này có ký hiệu này. Ký hiệu vào của pin mặt trời thì bên này là cực dương, còn bên này là cực âm, còn bên này là giữa, đây là ắc quy các bạn,
Và đây cũng là cọc tải 12V. Thì cái con này thì giá của nó là 385.000 các bác nhé. Một điều khiển sạc rất là chất này, các bác nhìn này, to hơn con kia khá là nhiều. Chiếc này thì giá là 230 các bạn, 230.000. Còn chiếc này là 385.000 các bác nhé, cực kỳ là chất luôn. Đây là ngoại quan bên ngoài các bạn, đây chúng soi qua với thông số. Đây là sạc sung các bác nhé, PWM, công suất là sạc là 30A. Còn cái sạc này nó có thể sạc cho cả hai hệ lưu trữ là 12V và 24V. Đấy, ví dụ như anh em kết nối với ắc quy 12V thì nó sẽ tự động nhận 12V, còn nếu kết nối với ắc quy 24V thì nó sẽ tự động nhận 24V. Còn nếu anh em mà muốn sạc cho 24V thì cái điện áp vào của tấm pin thì nó phải tối thiểu nó phải tầm 28 đến 30V trở lên các bác nhé. Và điện áp mắc từ tấm pin mặt trời vào 50V. Với cái điện áp 50V thì các bác có thể sử dụng với những tấm pin khoảng 400-450W kết nối vào để sạc cho 12V vẫn được. Đấy, tiếp theo là cái mẫu sạc MPPT 60A này. Đấy, các bác nhìn thấy con này thì giá nó đắt nhưng nó rất là to. Công nghệ này thì nó lắp được rất là nhiều pin và hiệu suất chuyển đổi rất cao. Đây bên dưới là những cổng kết nối các bác này. Các bác nhìn thì sẽ so sánh, nếu anh em dùng lâu dài mà muốn hiệu suất tốt nhất thì nên dùng sạc MPPT các bác nhé. Còn nếu anh em mà dùng ít thì vẫn có thể sử dụng những cái sạc này để cho giá thành nó rẻ. Ví dụ như các bác dùng những tấm pin nhỏ chẳng hạn thì cũng không nên mua những cái sạc như thế này thì nó rất là tốn kém. Thay vì mua một cái sạc này thì anh em sẽ mua thêm cái tấm pin mặt trời để ghép vào thì hiệu suất nó cũng rất là cao. Đấy, chủ yếu là ví dụ như nhiều anh em mà đã có sẵn những cái tấm pin mặt trời ấy, thì có thể mua những cái này về để kết hợp để sạc. Đấy, còn nếu mà dùng chuyên dụng muốn hiệu suất cao nhất thì nên dùng sạc công nghệ MPPT này các bác nhé. Sạc này là của hãng Techfai, đây là cái model mới nhất trong năm nay. Model cũ của nó thì có màu xanh các bạn, model mới thì có thêm nhiều tính năng hơn. Hàng rất to và chất các bạn. Đây là cái vỏ hộp đây các bác này. Đây, kích thước đây. Kích thước là chiều dài là 34, chiều rộng là 25 và dày là 16. Trọng lượng cả bao bì của nó là 3,25 kg. Trọng lượng riêng thân máy là 2,76 kg. Cái công nghệ sạc MPPT này nó cho phép là điện áp sẽ chuyển đổi sang dòng các bác nhé. Khi mà giảm điện áp thì đồng thời dòng nó sẽ tăng lên. Đấy, nhân ra thì nó sẽ vẫn ra đủ công suất. Đấy, nó không giống như sạc sung. Sạc sung thì công nghệ sạc sung của nó thì dòng lúc nào cũng giữ nguyên. Còn điện áp thì nó sẽ được hạ xuống để phù hợp với hệ lưu trữ. Chính vì vậy nên là khi các bác dùng những tấm pin điện áp cao ấy thì qua cái sạc sung thì nó hiệu suất nó lại càng thấp. Đấy, nó sẽ giảm đi. Đây là cái màn hình hiển thị các bác nhé. Đấy, và các phím chức năng. Bên em sẽ làm một cái video test từng mẫu sau các bạn. Đây là thông số kỹ thuật. Đấy, cái model của nó là 6014F. Đây là một cái bộ điều khiển sạc 60A. Bên em chủ yếu làm 60A thôi các bạn. Chứ còn thực ra là nếu anh em mà mua 30A thì giá cũng rất là cao. Ví dụ anh em mua của những cái dòng như Shure MPPT chuẩn của nó thì nó cũng rơi vào tầm 1,5 triệu đến 1,6 triệu rồi các bạn. Mà trong cái đó nó hạn chế, cái nhất là công suất nó tắp pin được ít, rồi cái thứ hai nữa là cũng nó chỉ sạc cho hai hệ lưu trữ là 12V, 24V thôi. Nó không giống như con này. Con này thì nó chênh nhau có vài trăm ngàn thôi, nhưng mà nó khác hoàn toàn các bạn. Nếu các bác mua đã xác định mua sạc MPPT thì cố lên một chút, mua những cái dòng này nó chất hơn nhiều các bạn. Đấy, ví dụ như là con sạc 60A này nó sạc cho cả 4 hệ lưu trữ luôn, 12V, 24V, 36V, 48V. Đấy, ví dụ như là với cái hệ số 3648, ví dụ 36 này chẳng hạn, thì anh em có thể sạc cho những cái xe điện, xe đạp điện, xe máy điện ấy. Hoặc là sạc cho lưu trữ 3648.
Và quan trọng ấy là nó sạc được, nó kết nối được rất nhiều pin mặt trời các bác nhé. Ví dụ như cho hệ 48V này, các bác có thể kết nối được tối đa là 3.200W pin. Còn hệ 12V thì kết nối được tối đa là 800W. Hệ 24 là 1.600W. Điện áp mắc của tấm pin mặt trời vào là 150V các bác nhé. 150V. Đây cái date mới nhất đây các bác. Ngày sản xuất là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023. Đấy, rất mới. Con này rất to luôn. Bán rất là nhiều năm trên thị trường rồi các bạn. Nên là cái chất lượng thì đã được đảm bảo và cũng đã được kiểm chứng rồi. Đấy, cái con sạc TECHFIVE công suất là 60A này. Đấy, có giá là 2 triệu 150 nghìn các bác nhé. 2 triệu 150 nghìn. Sạc TECHFIVE 60A. Đấy, tiếp theo là con sạc SUNG này. 30A này có giá là 230 nghìn. Con này thì rất bền rồi các bạn. Giá thì cũng chỉ giá nó thực sự nó còn thấp hơn cái mẫu xưa một chút nhưng mà chất lượng hơn nhiều các bạn. Xưa bây giờ thì chất lượng nó không được đạt như xưa rồi. Tại vì rất là nhiều shop người ta bán hàng bán những cái mẫu xưa nhưng mà bị cắt bớt đi, thực ra nó chỉ là 10A thôi. Đấy, còn cái mẫu này 30A là chất lượng hơn các bạn, giá 385.000, chuyên để anh em dùng với những tấm pin to. Pin nhỏ vẫn dùng được các bác nhé. Đấy, nhưng mà nhiều anh em người ta có sẵn những tấm pin to rồi mà muốn kết hợp thêm một cái sạc ấy, thì có thể là mua mẫu này. Đấy, giá là 385.000. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.